Kênh truyền hình SCTV6, phim 360 hoàn toàn mới. Theo công bố của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, tiền thưởng cho chức vô địch AFF Cup 2020 là 300.000 đô la Mỹ và khoảng 6,8 tỷ đồng. Với các vị trí Á quân và hạng 3, số tiền thưởng là 100.000 và 50.000 đô la Mỹ. Trong ngày hôm qua thì đội tuyển Việt Nam vẫn tiếp tục tập huấn tại thành phố Vũng Tàu. Các cầu thủ mới bình phục chấn thương gồm Đình Trọng, Minh Vương và Tiến Linh đều cho thấy đã trở lại với thể trạng tốt, hoàn thành đầy đủ khối lượng tập luyện. Toàn bộ các thành viên khác của đội tuyển cũng tỏ ra rất sung sức. Trong buổi tập này, huấn luyện viên Park Hang-seo cho cả đội tập trung vào các nội dung di chuyển chiến thuật, đánh giá sự tương thích của các vị trí trong đội hình.